chào quý vị khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình chia sẻ những thông tin mới, thiết thực, hữu ích liên quan đến các vấn đề về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Và thưa bà con, trong những ngày này, công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi vẫn là nội dung thời sự nông nghiệp mà nhiều nhà nông quan tâm. Nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật với những thông tin hữu ích về công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương. Còn bây giờ sẽ là phần điểm qua những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong chương trình hôm nay. Tỉnh Lâm Đồng đã có thêm 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 90 xã. Ngành nông nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ vật tư để bà con chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Yêu cầu thực hiện nghiêm việc báo cáo để kịp thời tham mưu, chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi hiệu quả. Con số hôm nay, cả nước đang có 11.600 hecta cây trồng bị hạn hán. Chuyên mục chuyện nhà nông, doanh nghiệp và nông dân bắt tay tiếp sức cho nghề trồng dâu nuôi tầm phát triển. Thưa quý vị và bà con, mở đầu nội dung của 365 ngày chuyển động hôm nay như thường lệ sẽ tiếp tục là một số thông tin liên quan đến sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thưa bà con, đến thời điểm này, tỉnh Lâm Đồng đã có thêm 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đó là các xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻ, xã Liên Đầm, huyện Di Linh và xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm. Như vậy, tỉnh Lâm Đồng hiện có 90 trên 116 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Ngoài ra, còn 12 xã đã đăng ký đạt chuẩn trong năm 2019. Qua rà soát sơ bộ, tất cả các xã nói trên đều đạt trên 15 tiêu chí. Về huyện nông thôn mới, theo kế hoạch năm 2019, huyện Đạ Tẻ và Cát Tiên sẽ đạt tiêu chí huyện nông thôn mới. Đến nay, các địa phương nói trên đã đạt lần lượt là 7 trên 9 và 5 trên 9 tiêu chí nông thôn mới. Trong lĩnh vực đầu tư sản xuất, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Đạo Ai cho biết, trong 3 năm gần đây đã có tổng cộng trên 818 tỷ đồng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của huyện. Điều đáng chú ý là có tới 90% số vốn trong đó là vốn đầu tư của người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, trong số 818 tỷ đồng, có 79,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí nhà nước đầu tư, bao gồm 41,5 tỷ đồng xây dựng hệ thống giao thông, 31,3 tỷ đồng nâng cấp và phát triển thủy lợi, 2,8 tỷ đồng lắp đặt nâng cấp hệ thống điện phục vụ sản xuất, 3,6 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển sản xuất, trên 300 triệu đồng cho công tác đào tạo nghề và phát triển các ngành nghề nông thôn. Số tiền đầu tư còn lại trên 739 tỷ đồng là vốn của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý liên quan đến công tác thú y. Thưa quý vị, nhằm giúp cho bà con nông dân chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ vật tư để bà con nông dân các địa phương tiêm phòng tiêu độc sát trùng. Đến nay, ngành nông nghiệp đã phân bổ 617.120 liều vaccine các loại để các địa phương triển khai công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2019 và 7.800 lít hóa chất các loại phục vụ công tác khử trùng, tiêu độc. Đã có gần 123.000 con gia súc được tiêm phòng vaccine lở mồm long móng, tụ huyết trùng, phó thương hàn, dịch tả. Đặc biệt, tại huyện Đạo Ai, chính quyền địa phương đã chủ động mua 7.175 liều vaccine lở mồm long móng tuyếp ô để tiêm phòng cho đàn heo. Số lượng tiêm được trên 7.000 con. Đối với nguồn vaccine lở mồm long móng cho đàn heo mới được cung cấp bổ sung, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tiến hành thủ tục mua sắm. Thưa bà con, như trong phần đầu của chương trình chúng tôi có nhắc đến, dịch bệnh tả heo châu Phi vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Trong khi đó, công tác phòng chống dịch bệnh tại nhiều địa phương vẫn chưa thực sự quyết liệt. Do đó, để tăng cường nắm bắt thông tin cho việc chỉ đạo điều hành triển khai các biện pháp chống dịch, Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố và Chi cục Thú y các vùng yêu cầu thực hiện nghiêm việc báo cáo số liệu về dịch tả heo châu Phi. Công văn nêu rõ, thời gian vừa qua, một số địa phương chưa thực hiện nghiêm việc báo cáo số liệu dịch bệnh động vật, chậm báo cáo không chính xác, dẫn đến dễ xảy ra sai sót khi tổng hợp số liệu, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của việc tham mưu, chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch bệnh. Để chấn chỉnh những bất cập trên, Cục Thú y đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm việc báo cáo số liệu dịch tả heo châu Phi theo đúng quy định của Luật Thú y và tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04 trước 16 giờ hàng ngày gửi báo cáo số liệu dịch bệnh đến Cục Thú y và Chi cục Thú y vùng tương ứng.
Thưa quý bà con, cần phải khẳng định việc báo cáo và cung cấp thông tin kịp thời về diễn tiến của dịch bệnh không chỉ giúp cho ngành chức năng tham mưu, chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả, mà điều này cũng giúp tránh phát sinh những thông tin thiếu chính xác, gây hoang mang tâm lý của người chăn nuôi và cả người tiêu dùng. Vâng, có thể thấy dịch bệnh diễn biến phức tạp không chỉ khiến cho người chăn nuôi khó khăn vất vả, mà chính đội ngũ những người thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch còn vất vả hơn muôn phần. Thực tế, thời gian qua, đội ngũ những người làm công tác phòng chống dịch bệnh ở hầu hết khắp các địa phương đã phải làm việc cực lực, họ phải bỏ hết những công việc tại gia đình, tham gia giúp chính quyền và người dân dọn dẹp những hậu quả của dịch bệnh. Để thấu hiểu hơn nữa những vất vả này, xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện phản ánh sau đây được ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp. Những xác heo đã chết hơn một ngày, có con nặng hơn 100 kg, chủ nhà để chúng nằm chờ lực lượng dân quân tự vệ đến. Nhiệm vụ của lực lượng này là vào tận chuồng, kéo xác từng con, khiêng lên cân và đem đi tiêu hủy. Nếu nhà nào có đất, lực lượng dân quân phải đào hố bằng tay để tiêu hủy. Hộ nào không đất thì phải khiêng ra xe chở đến bãi tiêu hủy tập trung. Mới đầu là cho tại chỗ không mà rồi giờ tắt, chủ nhà không có đất đó, rồi mới đem về bãi chỗ dân cầu số 6 thì làm nó hơi cực, vận chuyển nó hơi xa. Heo xịn thì kéo nó hơi cực cho anh em thôi chứ không có gì. Hơn 2 tuần dịch tả heo châu Phi xuất hiện trên địa bàn xã Tân Phú Trung, là hơn 2 tuần anh em dân quân tự vệ ở đây không một ngày nghỉ ngơi, mì gói là món ăn mà các anh thường lót dạ cho bữa trưa. Về cấp trên phân công thì chung là thời gian nó không có quy định cụ thể. Khi nào xong việc thì anh em mới nghỉ. Có khi về rất là tối nhưng mà anh em cố gắng. Một thành phần quan trọng khác trong quá trình xử lý dịch tả heo châu Phi là đội ngũ cán bộ, lực lượng có chuyên môn thú y tại cơ sở. Mặc dù đã không còn biên chế từ cuối năm 2017, nhưng khi dịch tả heo xuất hiện, anh Nguyễn Văn Thái, nguyên cán bộ thú y của xã Tân Phú Trung, vẫn cùng chính quyền địa phương tham gia dập dịch. Với chuyên môn của mình, nhiệm vụ chính của anh Thái là phát chiếc máy này đi phun xịt khắp các chuồng heo trên địa bàn xã. Ngoài ra, anh cũng phải túc trực thêm tại các bãi tiêu hủy để phun xịt, theo dõi tình hình và kiêm thêm việc ghi chép số lượng heo bệnh người dân đã báo về. Nhờ chính quyền địa phương vận động thì cũng gán giúp đỡ bà con là vận động bà con phun xịt tiêu độc sát trùng với hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi. Nhưng mà qua cái tình hình này thì dịch bệnh nó đã bùng phát ở trên các địa bàn ở xã. Tụi em bên thú y cũng cố gắng hoạt động để giúp bà con tiêu hủy như là hỗ trợ vận chuyển để chôn lấp những số heo đã bệnh. Khi dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp thì cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Nhưng vất vả nhất trong những ngày này là các anh em cán bộ thú y, lực lượng dân quân tại địa phương đang ngày ngày sát cánh cùng nông dân xử lý dịch bệnh. Liên tục chương trình, con số hôm nay, cả nước đang có 11.600 hectare cây trồng bị hạn hán. Chuyên mục Chuyện nhà nông, doanh nghiệp và nông dân bắt tay tiếp sức cho nghề trồng dâu nuôi tầm phát triển. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. Cả nước đang có 11.600 hectare cây trồng bị hạn hán. Theo thông tin từ Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước đã có hơn 11.600 hectare bị hạn hán. Cụ thể, Bắc Trung Bộ có hơn 9.600 hectare diện tích bị hạn, khu vực Nam Trung Bộ hơn 2.000 hectare bị hạn, chủ yếu tập trung tại tỉnh Bình Định. Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận có 16.000 hectare phải lùi tiến độ xuống giống để chờ mưa. Dự báo thời gian tới, diện tích hạn hán thiếu nước thuộc các địa phương khu vực Trung Bộ sẽ tăng, đặc biệt nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài. Tổng cục Thủy lợi đề nghị các cơ quan chuyên môn, các địa phương xây dựng kế hoạch sử dụng nước phù hợp, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước, triển khai kịp thời các giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn. Kính thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện, mô hình sản xuất đáng chú ý của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Sau hơn một năm triển khai thực hiện thí điểm dự án phục hồi vùng nguyên liệu trồng dâu nuôi tầm do Hợp tác xã Nông nghiệp Điện Quang phối hợp với Công ty Cổ phần Tơ lụa Hội An thực hiện, đến nay những biền dâu xanh ngút ngàn đang hồi sinh trên vùng đất Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nơi vốn một thời hưng thịnh của nghề trồng dâu nuôi tầm. Những ngày này, dọc qua biển dâu xanh ngát, cao quá đầu người ở thôn Tam Thạnh, xã Điện Quang, điều dễ dàng bắt gặp khi nhiều hộ trồng dâu ở đây đang tất bật với công việc hái lá dâu để kịp cung cấp nguồn thức ăn cho lứa tầm đang trong giai đoạn ăn lên. Bà Đỗ Thị Ba ở thôn Xuân Đài tỏ ra phấn khởi khi giờ đây nghề trồng dâu đang từng bước khôi phục trở lại. Bởi trước đây, Gò Nổi nói chung, xã Điện Quang nói riêng, từng nổi tiếng khắp nơi về nghề trồng dâu nuôi tầm, ươm tơ, dệt lụa, nhưng do nhiều nguyên nhân mà nghề mai một. Bây giờ là có chủ trương
trồng lại cái dâu tằm như thế này. Bà con tôi cũng phấn khởi, cũng năm ngú lộn được hơi lứa rồi, năm nay tiếp tục á. Bây giờ khôi phục lại cây dâu này là thấy là chúng tôi cũng phấn khởi thôi, cũng cố gắng để mà làm, vì hợp tác xã bây giờ có những cái đầu tư, ví dụ tất cả những cài đất đai này nọ hay là máy móc để mà sản xuất, những hỗ trợ tiền đóng giếng đóng đồ, hỗ trợ tiền những nông nghiệp vùng núi và những nhất là con giống. Thì bây giờ chúng tôi làm dâu lại, nhưng yêu cầu là cái con giống này cho nó thật là chuẩn để cho chúng tôi mới những cái bước là sẽ làm tiếp tục. Những năm sau giải phóng, Gò Nổi một thời được mệnh danh là thủ phủ của dâu tằm. Riêng tại xã Điện Quang có thời điểm hầu như nhà nào cũng trồng dâu nuôi tằm. Chỉ tính tới giai đoạn năm 1987-1992, mỗi năm xã Điện Quang xuất ra thị trường trên 20 tấn tơ. Tuy nhiên, giai đoạn năm 1993-1996, diện tích trồng dâu thu hẹp dần. Để khôi phục nghề trồng dâu nuôi tằm, giữa năm 2018, Hợp tác xã Nông nghiệp Điện Quang phối hợp với Công ty Cổ phần Tơ lụa Hội An triển khai trồng thí điểm diện tích 3 hectare dâu tại thôn Tam Thạnh với 10 hộ tham gia. Theo đó, Hợp tác xã hỗ trợ cây giống cùng các vật tư phân bón, giếng bơm, dụng cụ như nông, đuổi, kỹ thuật để tạo điều kiện cho bà con nuôi tằm, đồng thời bao tiêu toàn bộ số kén với giá không dưới 140.000 đồng một ký. Thực tế tại Điện Bàn cho thấy hiệu quả cây dâu mang lại cao gấp 5 đến 10 lần các loại hoa màu và cây lúa, đặc biệt gắn với bảo vệ môi trường vì không dùng thuốc trừ sâu. Chưa kể cây dâu có tác dụng lớn trong bảo vệ đất đai, tích lũy phù sa, ngăn sạt lở mỗi khi mùa lũ lụt tràn về. Và trong khi nghề trồng dâu nuôi tằm ở xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang dần hồi sinh, thì những người làm nghề này tại tỉnh Lâm Đồng cũng đang tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho ngành nghề tằm tan vốn đang là một thế mạnh phát triển nơi đây. Điều đáng chú ý là cũng giống như mô hình ở xã Điện Quang, tỉnh Quảng Nam, trong sự phát triển của nghề tơ tằm Lâm Đồng hàng chục năm qua đã có sự tiếp sức mạnh mẽ của các doanh nghiệp. Trong hơn 10 năm trở lại đây, nghề trồng dâu nuôi tằm tại huyện Đạ Tẻ, Lâm Đồng đã và đang khôi phục, phát triển mạnh mẽ cả về diện tích cũng như số hộ trồng dâu nuôi tằm. Như với gia đình chị Bùi Thị Dân ở xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻ, gia đình chị Dân nuôi 1 đến 1,5 hộp tằm và trồng 7 sào dâu đã giúp chị có thu nhập ổn định gần 20 triệu đồng mỗi tháng. Cái điều này nọ thì em thấy dâu tằm được hơn, thu nhập hàng tháng nó vẫn đều hơn đều. Tại mấy năm nay đều mất mùa. Điều đáng nói, dù phát triển mạnh trong thời gian dài nhưng do thiếu sự liên kết trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm dẫn đến sự phát triển thiếu ổn định, giá cả còn bấp bênh, phụ thuộc vào thương lái. Để giải quyết vấn đề này, vào cuối năm 2018, công ty tơ lụa Minh Quân ở thôn 1 xã Mỹ Đức huyện Đạ Tẻ chính thức đi vào hoạt động với công suất tiêu thụ bình quân 4 tấn kén tằm mỗi ngày. Nhu cầu hàng tơ tằm nước nào cũng có cái hướng gia tăng lên, nhưng mà làm như này thì mình đỡ nhiều thứ qua những cái khâu vận chuyển trên đó. Nếu mà mình làm trực tiếp ở đây thì lợi nhiều cái hơn. Công ty đã đầu tư 15 tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng và trang bị hệ thống máy móc gồm 3 dãy máy ươm tơ và 2 dãy máy guồng. Ban đầu do công ty mới đi vào hoạt động nên nhiều hộ trồng dâu nuôi tằm tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đạ Tẻ còn chưa tiếp cận. Thêm vào đó, số lượng công nhân chưa đủ, vừa làm vừa học việc nên lượng kén tằm đem bán cho nhà máy mới đạt từ 15 đến 20% công suất. Đến nay, công ty thu mua 10 tấn kén mỗi tuần, đảm bảo 2/3 công suất sản xuất cho nhà máy. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, 20 tấn tơ thô được sản xuất trực tiếp tại vùng nguyên liệu Đạ Tẻ đã xuất sang Ấn Độ. Nhà máy là thu mua lúc nào chênh lệch nó phải cao hơn cái thị trường bên ngoài ở đây. Mình ở đây là lúc nào nó phải hơn khoảng 10%. Thì sắp tới thì cũng mong muốn được mở rộng ra, làm rộng trực tiếp với hộ dân, với liên kết những cái hợp tác xã lại để mình bình ổn lại cái giá. Nếu hệ thống máy ươm, máy guồng hoạt động hết công suất, thì nhu cầu về nguồn nguyên liệu kén tằm cho sản xuất tơ là rất lớn. Được biết, hiện tại công ty có 40 công nhân đang làm việc. Số công nhân này đều được công ty đào tạo tay nghề từ ban đầu. Sau khi chính thức làm việc, mức lương công ty trả cho công nhân dao động từ 7,5 triệu đồng đến 12 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên em làm công việc này. Lúc em mới học thì được công ty đưa lên Bảo Lộc để đào tạo. Công ty đưa lên Bảo Lộc đào tạo về rồi về nhà máy về đây mở thì mình làm. Trong thời gian tới, công ty trách nhiệm hữu hạn tơ lụa Minh Quân sẽ mời các chuyên gia về trồng dâu nuôi tằm, về chuyển giao khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng kén tằm nhằm đem lại giá trị sản phẩm tơ cao hơn. Trong thu mua kén tằm, công ty sẽ đảm bảo giá cả theo thị trường hoặc ký kết các hợp đồng cung ứng nguyên liệu nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, tiếp sức cho nghề tằm tan ở Đạ Tẻ phát triển ổn định.
Thưa bà con, những câu chuyện nhà nông làm giàu từ nghề tơ tằm của Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm đóng góp chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Thiên Phước và Kim Quý xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.